Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy đây. Tiếp tục với series làm sữa hạt, những cái đồ uống dinh dưỡng làm từ chiếc máy xay đa năng Chromix CB03 này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn và hướng dẫn các bạn làm một món tiếp theo, đó là món sữa hạt mix các loại hạt vào với nhau. Nó cầu kỳ hơn, nó mới hơn so với những cái món truyền thống, ví dụ như là sữa ngô hay là sữa đậu. Thì ở đây thì cách làm khá là đơn giản thôi, chúng ta vẫn sử dụng với cái nút chức năng đó là nấu các loại sữa, nấu sữa đậu. Và ở đây hạt thì mình sẽ mix hai loại hạt, đó là hạt điều và hạt óc chó. Thì để mà ngon ấy, với các loại hạt này thì các bạn sẽ rang thơm lên, sau đó chúng ta sẽ ngâm qua nước ấm để nó bong những cái bụi bẩn hoặc là những cái mốc ở trên hạt đi. Còn với hạt óc chó thì các bạn có thể ngâm qua nước, không cần rang cả, các bạn ngâm qua nước, sau đó chúng ta bóc qua cái lớp màng và chúng ta cho vào máy thôi. Các bạn tiến hành làm cùng mình nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng các loại hạt. Hạt ở đây thì mình đã sơ chế qua rồi. Mình sử dụng 80g hạt điều. 80g hạt điều đã rang thơm và ngâm qua nước ấm. Hạt óc chó ở đây thì mình sử dụng khoảng 4-5 cái nhân hạt óc chó này. Rồi, 4-5 nhân hạt óc chó. Các bạn cũng ngâm qua nước ấm giúp mình. Lượng nước thì các bạn sử dụng giúp mình là 1100ml. Các bạn sẽ đong cho nước vào và bằng cái vạch 1000, giữa cái vạch 1000 với 200 này. 1000 đến 1200 này. Rồi, thao tác cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Đóng nắp lại, đặt lên cối, chúng ta bấm nút nguồn, rồi chọn vào chế độ nấu sữa đậu và chúng ta ấn khởi động. Rồi, máy sẽ tự động đun nóng và tự động xay. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ và để thưởng thức cái thành phẩm này cùng mình. Nó sẽ mất tầm khoảng 4-5 phút để đun nóng, nhiệt độ đủ 100 độ C ạ. Thì máy nó sẽ tự động cài được thời gian. Trung bình một mẻ sữa hạt như này nó sẽ rơi tầm khoảng 25 phút. Và sau 25 phút thì chúng ta đã có thành phẩm rồi. Rồi các bạn ơi, sữa của chúng ta đã xong này, đồng hồ báo end, đồng thời là nó sẽ kêu tít tít. Rồi cẩn thận bỏng các bạn nhé, chúng ta sẽ cầm vào phần đáy và phần bên trên. Rồi các bạn cùng thưởng thức sữa với mình. Rồi khi mở ra cũng vậy, chúng ta mở ra này và chúng ta sẽ lựa vào phần nào mà không bị bay hơi này. Wow, mùi rất là cực kỳ thơm ạ, cực kỳ béo ngậy. Rồi với sữa này ạ, thì ví dụ như mẹ mình hay uống đường, còn với cá nhân mình thì mình hay cho thêm một xíu đường hoặc là một xíu sữa, thì các bạn có thể sử dụng để nguyên hoặc là mình thêm đường hoặc thêm sữa. Hỗn hợp của mình khá là sánh. Những cái sữa này á, mình hay để nguội hoặc là để lạnh, uống nó sẽ dễ uống hơn, ngon hơn đấy ạ. Rồi, mỗi một mẻ này chúng ta sẽ thu được khoảng 1200ml nước cốt sữa. Rồi, một cốc mình sẽ cho thêm một xíu đường, một cốc mình để nguyên. Máy này khá là tiện đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc cho nguyên liệu vào, cùng lắm là chúng ta ngâm nguyên liệu qua đêm hoặc là rang qua lên, sau đó cho vào máy thôi. Và chức năng nấu sữa đậu nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành một mẻ sữa chỉ trong vòng 25 phút. Chúc các bạn trải nghiệm thành công với món sữa đậu này. Xin chào và hẹn gặp lại.